Đây nha các bạn nhé, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là phá thô tranh gỗ với tốc độ cực nhanh này. Đấy thì đây mình vừa mới phá thô xong cái bức này nhé. Đây mình cũng đo kích thước cho bạn luôn, xem luôn. Vừa phá thô xong bức tranh này. Một chiều của nó là 100 nhá, còn một chiều của nó là 89, gần 90 ấy. Đấy đây, máy mình vừa phay thô xong. Máy mini 500W nhá. Máy mini CNC này. Spinner 500W này. Đấy thì đây mình phay đây nhá, các bạn để ý mình phay. Phay thô này mất 20 phút. Đấy, phay thô mất 20 phút thì xong cái bức này nhá. Đây mình cho các bạn xem cái thông số mình đặt phay thô này. Đây thông số đặt phay thô đây nhá. Đấy các bạn xem thông số đặt phay thô để các bạn lưu ý này. Đấy thì mình sẽ dùng cái con dao, cái đường kính mũi của nó là 1mm nhá. Các bạn mua con dao, đây con dao đây. Bạn mua con dao như này nhá. Đấy con dao. Con dao 2 mè. Con này chạy khá hay. Nó hơi tối. Đấy dao nó nhẹ nhá. Thì là con này đường kính mũi của nó là không, à đường kính mũi của nó là 1mm nhé. Con này mình dùng nó vừa chạy thô vừa chạy tinh được. Đấy. Thì con này dao 4 nhá. Dao 4 là đường kính mũi của nó là 1mm. Đây mình điều khiển máy xuống. Thì thông số các bạn đặt thông số. Thông số dao các bạn đặt như này cho mình nhá. Các bạn muốn phay nhanh ấy thì các bạn phá thô, mình phá thô với cái dao này rất là đẹp. Đấy cho mình làm được và mình đã chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Bạn ấn ok nhá và các bạn tạo thì là cái bước, cái này cái bước của dao ấy. Đây là cái bước của dao thì các bạn để nó 100% luôn nhá, cho chạy nhanh nhá. Bởi vì các bạn phá thô ấy. Bạn phá thô thì các bạn không sợ nó, cái bước dao nó quá lớn thì các bạn không sợ, bởi vì là mình còn phá tinh lại nữa cơ. Đấy mình còn chạy tinh nữa cơ chứ mình không phải chạy riêng thô. Còn chạy thô mà các bạn chạy kỹ quá thì cũng không cần thiết, nó sẽ mất thời gian của các bạn. Đấy thì phá thô thì các bạn không cần phải phải chạy kỹ đâu nhá. Thì các bạn cứ để cái mũi của nó là 1mm thì các bạn cứ để step over này, các bạn cứ để 1mm cho mình. Đấy các bạn ấn ok là xong cái phay thô nhá. Thì đây mình mới vừa mới chạy đây trong vòng 20 phút thì đã xong. Thì với cái spinner 500W này nhá các bạn, đây các bạn chỉ nên tải tối đa. Đây các bạn chỉ nên tải tối đa với gỗ, các bạn chỉ cho nó ăn sâu 2,2mm thôi nhá. Đấy các bạn chỉ để nó ăn sâu 2,2mm và các bạn bật spinner lên khoảng cỡ khoảng tầm 80%. Đấy là đối với spinner 500W. Còn nếu mà các bạn có spinner khỏe hơn nữa, ví dụ những dòng máy to các bạn chạy spinner 2,2kW thì các bạn có thể ăn được ăn sâu với gỗ, các bạn có thể ăn sâu được 3mm đến 4mm hoặc đến 5mm là thoải mái. Đấy còn với dòng máy mini nhá, dùng spinner 500W thì các bạn không để ăn sâu quá. Vì để ăn sâu quá nó sẽ không tải nổi được. Cái spinner của mình, spinner có 500W thôi, nó chỉ có thể tải được cỡ khoảng tầm từ 2,2mm cho đến 2,5mm nhá. Đối với gỗ ấy. Đấy thì đây mình kéo máy xuống để cho các bạn xem mình phay thô xong. Phay thô xong nó đẹp như thế nào. Đấy đây máy đây mình điều khiển xuống này.
Ở đây mình điều khiển xuống và mình quét qua cái bụi, lớp bụi nhé. Đây, vừa mới phay xong đây, mình quét qua cái lớp bụi để cho các bạn xem cái ảnh phay thô của nó. Phay thô trong vòng 20 phút mà phay rất đẹp. Đấy thì phay thô, mình phay thô nó đã thành hình, gần như thành hình như thế này rồi. Đấy các bạn nhìn kỹ này, nó đã thành gần như thành hình như thế này rồi này. Đấy thì bây giờ mình muốn, mình sẽ chạy tinh bằng cái mũi 1mm này luôn. Để tí nữa, một chốc nữa mình so sánh hai cách chạy với cái hôm qua mình chạy. Đây nha, mình phay thô nó đã thành hình như thế này rồi này. Đấy. Thế còn cái hôm qua mình chạy thì khá là lâu. Cái hôm trước mình chạy đây này, cái bên cạnh này mình chạy khá lâu. Nên hôm nay mình sẽ phải chạy lại để mình rút ra cái bài học kinh nghiệm ấy. Để chạy cho nó nhanh. Sao cho chạy cho nhanh mà nó đẹp. Đấy. Còn cái hôm qua chạy lâu thì nói chung là nó rất là đẹp đây này. Cái hôm qua mình chạy đây thì nó khá đẹp. Đấy. Nó khá là sắc nét bởi vì mình dùng cái mũi cái mũi đường kính mũi của nó khá bé nên nó khá là nét. Đấy nhá, đấy mình tiếp tục mình để đây để mình tiếp tục để máy đây để mình chạy phay tinh tiếp.
Thank you.
Đây nha các bạn nhé, 20 phút chạy thô và 20 phút chạy tinh này. Đúng 20 phút chạy tinh luôn. Bằng mũi 1mm nhé. Nó ra là sản phẩm khá đẹp đấy. Thế là các bạn có thể dùng cái mũi này các bạn phay tinh được. Nếu các bạn muốn nó nét hơn thì các bạn cho nó chạy 30 phút thì các bạn để cái bước của dao ấy. Bạn để cái bước của dao nó sẽ thấp thấp hơn một chút nữa thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Ui nhưng mà nhìn như này cũng khá là đẹp đấy, khá là ổn đấy. Hình hài cũng khá là đẹp. Đây để mình lắp dao cắt và mình cắt ra cho các bạn xem. Đấy đây nhá. Đấy mình chạy mình vừa mới phay tinh xong này. Đấy mình vừa mới phay tinh xong, xong chỉ có mất chỗ này là 17 phút. Đây mình các bạn nhìn số phút ở đây này. Đấy. Để ý đây nhá, 17 phút 27 giây này. Đấy mình đã phay tinh xong cái một cái bức tranh một chiều là 10 cm, một chiều là 8 cm, một chiều 10 phân, một chiều 8 phân đấy. Đấy thì cái thiết lập dao của cái này nhá, thì đây thiết lập dao của cái này thì đây nhá, phay tinh, dao phay tinh này mình vẫn dùng cái con dao vẫn dùng con dao 1mm nhá. Vẫn dùng con dao 1mm, lưỡi dao ấy, lưỡi dao của nó là 1mm này. Nhưng mà các bạn để step over của nó, các bạn để 40% hoặc các bạn để 35 thôi nhá. Bạn để 35% thôi. 35 hoặc 40%, 40% đấy là lúc ấy mình chạy đấy. Là các bạn xem ảnh khá đẹp đấy. Thế còn các bạn muốn nó nét hơn thì các bạn để 35%. Đấy thì nó sẽ nét hơn nữa. Đấy chỉ như vậy thôi là các bạn phay nó nhanh hơn rất nhiều. Thì cái bước này các bạn làm nó chỉ rơi vào trong khoảng tầm nửa tiếng thôi, nửa tiếng đồng hồ là xong. Đấy bước này nhá, làm trong nửa tiếng đồng hồ là xong này. Đấy. Bức tượng Phật này làm trong nửa tiếng đồng hồ là xong nhá. Đấy để mình cắt ra cho các bạn xem luôn. Mình lắp dao cắt rồi mình cắt ra cho các bạn xem nhé.
Đây nha các bạn nha, mình đã cắt ra đây này. Mình cắt ra đây này. Thế thì là đây cái này phay. Cái này là mất 35 phút, gần 40 phút. Vừa phay thô vừa phay tinh. Thì ra được cái sản phẩm như thế này nhé. Nói chung là cái bước của nó mình để nó hơi nhanh. Các bạn cho cái bước của nó xuống 35% nhé. Đây mình đang chạy bước của dao mình đang để 40. Đấy các bạn cho xuống 35 thì nó còn đẹp nữa. Với lại tùy từng loại gỗ nhá. Các bạn có cái loại gỗ nó bị sơ thì là do gỗ nhá, chứ không phải là do mình phay. Cái loại nào gỗ nào nó mịn thì nó vẫn cứ mịn. Và do cả dao nữa. Cái con dao các bạn phay nó phải là cái loại nó sắc một chút. Sắc dao sắc thì nó cho phay ra nó đường nét nó đẹp hơn là dao ấy. Đấy đây sản phẩm đây mình làm ra đây. Sản phẩm này nhá. Đấy. Cũng khá là được rồi. Còn cái hôm qua mình làm cái hôm qua phay lâu hơn này. Phay lâu hơn nó mịn hơn. Đấy. Hôm qua phay lâu hơn nó mịn hơn này. Qua mình phay bằng mũi 0.1. Đấy nhưng dùng con mũi phay đa năng này, mũi tròn này, mũi phay đa năng mũi 1mm này vừa phá được thô lại vừa phay được cả tinh này. Nhìn cũng khá đẹp đấy. Vừa phá thô vừa phay tinh nhé.